Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn cách làm một tỏi sống thạch ướp hoa từ phôi rất là đơn giản và chúng ta cần thực hiện nhé. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn về nguyên liệu để làm nên những tỏi son hoa. Đầu tiên là chúng ta cần phải có phôi son. Thì ở đây mình sẽ có 4 loại màu, có màu hồng, màu đỏ, màu vàng và phôi màu tím. Thì tùy ý thích của các bạn chúng ta sẽ dùng loại phôi nào thôi. Bên cạnh đó thì dùng để tạo hương cho tỏi son thạch của mình thì chúng ta sẽ dùng hương dùng cho son môi. Ở đây mình sẽ dùng là hương dâu. Chúng ta sẽ có cồn 70 độ dùng để làm sạch dụng cụ. 2 cốc thủy tinh. Chúng ta sẽ cần có hoa. Và nó chúng ta sẽ có kéo dùng để cắt hoa sau khi chúng ta đã hoàn thành. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng bước cụ thể. Bước đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn đó chính là bước nấu chảy phôi son. Ở đây bốn màu này thì mình sẽ chọn màu hồng nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ mở phôi son ra. Phôi son này là mình đã phối chế đầy đủ, gồm có màu của son và màu ẩn. Màu ẩn có nghĩa là khi bạn thoa lên môi nó sẽ có màu hồng nhạt. Dù là son thạch của bạn có màu gì đi nữa thì thoa lên môi chúng ta vẫn có màu hồng nhạt thôi. Bây giờ phôi son thạch của chúng ta đã được cắt và để vào trong cốc. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cốc này vào trong lò vi sóng, hoặc là các bạn có thể đun cách thủy để làm cho phôi chúng ta được tan chảy ra. Đây mình sẽ dùng lò vi sóng. Các bạn sẽ đun phôi trong vòng từ 2 đến 3 phút. Đây mình sẽ sử dụng là 2 phút. Và trong khi mà các bạn chờ phôi của mình tan chảy thì chúng ta sẽ thực hiện các bước là nung nóng phôi son. Và các bạn nhớ là khác phôi còn sẽ được nung nóng trước. Các bạn lưu ý, son thạch của chúng ta sẽ khác với hệ son sáp bình thường. Đó là khi mà chúng ta đổ khuôn thì khuôn cần phải được nung nóng trước. Nếu như các bạn bỏ qua bước nung nóng khuôn thì son thạch của chúng ta sẽ bị dính vào trong khuôn và chúng ta không thể nào rút lên được. Bây giờ phôi chúng ta đã được nung nóng, bây giờ mình sẽ lấy ra. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành bỏ hương liệu vào phôi son. Thì hương các bạn có thể tùy chọn, ở đây mình sẽ sử dụng là hương dâu. Đối với hai cây son thì bạn có thể sử dụng là một giọt hương là được rồi ạ. Đây là khuôn mà mình đã nung nóng trước. Thì các bạn lưu ý là khi mà chúng ta làm son thạch để son thạch được đẹp hoàn hảo thì chúng ta sẽ không được sử dụng chung khuôn giữa son sáp và son thạch. Bởi vì để làm son thạch hoa thì đầu tiên là bạn sẽ nhúng hoa của mình vào trong phôi. Sau đó bạn sẽ để hoa vào trong lõi son. Và các bạn nhớ canh chỉnh để hoa của mình nó sẽ nằm giữa thỏi nhé. Và bây giờ mình sẽ tiến hành là đổ khuôn. Son thạch của chúng ta rất là nhanh đông, chỉ từ 2 đến 3 phút là son thạch đã đông rồi. Bây giờ mình sẽ làm lại. Mình sẽ nhúng hoa vào trong phôi son và chúng ta sẽ để hoa vào trong lõi. Đổ. Và bây giờ là bước cuối cùng, mình sẽ tiến hành mở phôi son. Và các bạn lưu ý là son thạch của chúng ta thì không thể lấy son từ cái hướng từ trên xuống mà chúng ta phải mở phôi son ra.
sẽ để khuôn nằm xuống. Cái này bạn sẽ dùng kéo và chúng ta sẽ cắt bớt cành hoa đi ạ. Sau đó chúng ta sẽ tre vào lỗ. Chúng ta sẽ tiến hành gỡ lên thật là chậm chậm, thật từ từ các bạn nhé. Ở đây cái xong ta đã hoàn thành rồi. Bạn thấy đẹp không ạ? Cái này của chúng ta đã hoàn thành rồi các bạn. Chúc các bạn thành công.